Xin chào bạn, chào bạn quay trở lại kênh Đồng Tình. Bây giờ tôi sẽ mở hộp món đồ tôi mua Shopee về. Đó là hai cái màn hình Vivo, mã này là i11, i13, i15, i12, i15, i17, u10, u3x, u20, là dùng chung mã với nhau nhé. i3 để chung mã với nhau là một cái này. Cái thứ hai là keo dán viền T7000 này. Ba là khay sim Oppo M5 S3. 4 là màn hình Vivo i81, i81i, i81s, i83, i85, dùng chung một hai cái, tổng cộng của mình là 1209 nhé. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mở hộp. Đây, chưa mở hộp. T7000 này. Đây là hai cái màn hình. Còn một cái khay sim. Mình chưa thấy khay sim đâu. Đây là khay sim vàng nha, hay sim màu vàng nha. Đây hai cái màn để chung nhau. Hai cái màn nó mã khác nhau nha. Đây màn này, màn i3 đây, màn này i81, màn này i3, i11, còn nó có giọt nước với tay thỏ. Mình chỉ mở hộp như thế thôi. Còn các bạn muốn mua cái sản phẩm này thì các bạn bấm vào cái link mô tả bên dưới video này nhé, bấm vào cái link mô tả nhé. Mình sẽ để cái link để các bạn mua sản phẩm bên dưới này. Màn ok, mình sẽ tạm dừng video ở đây. Bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào ạ.